Nhưng mà từ cái lúc mà chia tay bữa giờ á, anh còn tình cảm với em không? Tận trong lòng anh thì chắc là vẫn còn một tí, nhưng mà anh nghĩ đó chỉ là những kỷ niệm với anh và em thôi, cho nên là anh nghĩ là anh nên cứ nói một trong. Chứ bây giờ anh nói là đi chả cũng chả có tác dụng gì. Nếu như mà nó còn như trước đây á, thì hiện tại bây giờ á, anh có muốn quay lại với em không? Em tên Nhi, em sinh năm 2003, em đến từ Bình Định và em đang sống ở Sài Gòn. Hiện tại bây giờ em đang làm công việc gì? Em làm booking. Thế em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Sao Cái nghĩ này lâu vậy? thì em không nhớ. Nhiều quá không nhớ được à? Không sao. Đúng rồi. Không có nhiều lắm nhưng mà em không nhớ thôi. Thế đã bao giờ bị cắm sừng chưa? Nhiều. Nhiều luôn hả? Hiện tại bây giờ thì em đang độc thân hay em đang có người yêu? Em đang độc thân. Em độc thân lâu chưa? Chắc là gần 2 tháng rồi. Anh có thể hỏi kiểu như là lý do tại sao mà hai bạn lại chia tay nhau Tại vì tụi em yêu xa. Yêu xa. Là kiểu ngay từ ban đầu là yêu xa luôn hay là kiểu như lúc đầu thì yêu gần nhưng về sau yêu xa? Từ ban đầu yêu xa. Vậy thì ban đầu mình đã chấp nhận mối quan hệ yêu xa rồi, tại sao sau đấy lại chia tay nhau? Em thì bình thường, tại vì em chấp nhận yêu xa là cho dù có người khác ở gần em đi nữa mà em chỉ nghĩ tới mỗi mình bạn thôi. Còn bạn thì em không biết được, tại vì những lúc mà bạn xảy ra chuyện á, thì đầu tiên là chuyện gia đình nè, thì bạn áp lực đồ này kia ấy. Xong rồi nếu mà em có đau ốm hay là em có gặp chuyện gì ở trong này á, thì bạn ở xa bạn không có vô được á, bạn cảm thấy khó chịu á. Xong rồi bạn mới hỏi em là em yêu người khác cho gần đi, chứ quen anh ở xa anh không có làm gì được cho em hết trơn á. Bây giờ anh chỉ muốn em hạnh phúc, em yêu người khác ở gần em hơn để chăm sóc em. Anh muốn dừng lại mối quan hệ này bạn ấy. Với lại bạn áp lực về gia đình rồi này kia nữa. Anh nghe em chia sẻ thì có vẻ như em vẫn còn khá là nhiều tình cảm với bạn ấy đúng không? Đúng rồi. Không phải nhiều mà rất nhiều luôn. Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói. Ok, thế thì ngày hôm nay anh muốn đưa ra cho em một cái thử thách, đó chính là gọi lại, kết nối lại với cả cái bạn ấy và hỏi xem là liệu rằng bây giờ bạn ấy còn chút tình cảm gì và có thể hai người có thể quay lại được với nhau hay không, và sẽ cùng nhau để vượt qua cái rào cản là yêu xa này. Đó, anh có sẵn sàng tham gia cái trải nghiệm đấy không? Em biết sẵn sàng hay không nhưng mà em sẽ thử. Anh cũng mong rằng là ngày hôm nay thì em có thể níu kéo lại được cái mối quan hệ của mình. Đó, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cuộc gọi định mệnh ngày hôm nay luôn nhá. Em sẽ gọi lại cho người yêu cũ nhá. Ok. Alo. Hello. Anh rảnh không? Nhưng mà anh có đang rảnh không? Em đang ở đâu vậy? Hôm nay không đi làm à? Không. Hôm nay ngày off Anh mà, ở hay. vết thương được chưa? Cái gì cơ? Anh hỏi là vết thương được chưa? Đỡ rồi, nó còn đau trong xương thôi. Không có rồi. Chăm sóc tốt cho bản thân mình nha. Biết rồi. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà đang làm gì vậy? Thì anh đang ở nhà mới đi làm vậy á. Sao tan làm muộn thế? Bình thường 5 giờ về mà. 5 giờ về nhưng mà hôm nay tăng ca. Tắm chưa? Chuẩn bị tắm. Ăn gì chưa? Thì đang ngồi ăn với bố mẹ. Nhưng mà em gọi điện vào phòng anh nghe. Nói đi, có chuyện gì nói đi. Ý là em đang đi dạo nhưng mà em tự nhiên thấy nhớ anh, trời mưa, Sài Gòn trời mưa cho nên em mới điện anh nói chuyện á. Thế anh hả? Dễ thương quá à. Dạo này độc thân hay có người yêu rồi? Cái gì? Dạo này anh độc thân hay có người yêu rồi? Ai? Ai? Em hỏi anh á. Không yêu, không yêu và cũng không yêu. Không có mà sao dạo này thấy buồn hoài vậy? Ai ai buồn? Anh buồn á chứ ai. Ủa, bạn buồn không nào? Em thấy mấy cái nhiều khi anh buồn á. Em thấy vậy thôi mà Thằng em anh cũng buồn không. sao mà em biết được? Em thấy vậy thôi nhưng mà em cũng không biết anh có buồn hay không. Từ cái lúc mà chia tay bữa giờ anh nhớ em không? Chắc là không có cảm thấy nhớ em đúng không?
chắc là có mỗi mình em với anh đúng không? Cái gì? Ý là chắc là có mỗi mình em với anh thôi chứ anh không có nhớ tới em đúng không? Sai rồi, về nhà ngủ đi, có nhiều quá. Chưa. Em đang em đang hỏi anh nghiêm túc á. Cái gì? Em đang nói chuyện với anh nghiêm túc mà. Thì nghiêm túc nhưng mà bây giờ nếu anh bảo nhớ, nếu nhớ thì sao, mà nếu không nhớ thì sao? Thì nhớ cũng được mà không nhớ cũng chả sao cả. Ờ thì cái đấy thì em tự suy nghĩ của đời tư của em thôi, em bây giờ anh nói là chả hay. Nhưng mà từ cái lúc mà chia tay bữa giờ á, anh còn tình cảm với em không? Anh hả? À. Không biết nữa, không nhớ. Trả lời một trong hai. Tình cảm thì anh nghĩ là trong tận trong lòng anh thì chắc là vẫn còn một tí, nhưng mà anh nghĩ đó chỉ là những kỷ niệm với anh và em thôi, cho nên là anh nghĩ là anh nên cứ nói một trong. Chứ bây giờ anh nói ra thì chả có tác dụng gì. Nếu như mà nó còn như trước đây á, thì hiện tại bây giờ anh có muốn quay lại với em không? Không, anh không. Nếu như khoảng cách bây giờ thì anh không muốn quay lại. Nói vậy thì đừng có buồn. Không, em không có buồn, em không có buồn. Nhưng mà bây giờ không, ý là nếu mà không phải do khoảng cách thì có thể đúng không? Đúng rồi, nếu như em ở bên bất kỳ, nếu trước đó thì em không ở Sài Gòn mà em ở gần đó, không chia tay nữa hiểu không? Chứ vấn đề nó nằm ở khoảng cách. Yêu xa khó lắm người ơi, nhưng lúc nhớ nhung biển khơi. Thắng ơi, Thắng. Này thì cũng khóc nha. Nên nói chuyện này thì cũng khóc nha. Không có khóc mà. Hỏi vui vơ, khóc gì trời. Tại vì chạy mưa thôi. Thật không? Thật. Mà em nói nghe nè, như là em cảm thấy như Không phải là tại mình yêu xa, mà Từ cái lúc mà mình quen bữa giờ. À không, ý là từ cái lúc mà mình quen á, mà em cảm thấy như là những mối tình cũ của anh á, kiểu như là người ta bỏ anh đi chẳng hạn, thì em thấy từ cái lúc mà những mối tình cũ của anh á, thì anh quen em như anh không có cảm giác an toàn. Anh quen em giống như là sao đó, không có được mà thật sự tình cảm, có đúng không? Mặc nhiên là mình trải qua những cái mối quan hệ đó thì mình mặc nhiên là đến với người mới thì vẫn sẽ còn kiểu như là những cảm giác cũ mình nhắm mà nó, thì anh vẫn bị như vậy. Nhưng mà không, kiểu là trong lúc yêu em á, vẫn dành hết tất cả những tình cảm anh có dành cho em, mà anh vẫn sâu trong tim anh thì anh vẫn sợ một ngày nào cái quá khứ đó nó lặp lại, và đúng là nó xảy ra thực sự. Cái lúc đó anh đi làm gì thực sự anh rất mệt, kiểu anh suy nghĩ tiêu cực cực kỳ luôn á, cho nên là anh muốn kiểu như là chấm dứt cái mối quan hệ này. Ở đó anh nói em, anh cũng muốn tốt cho em, cũng muốn em hạnh phúc cực kiểu muốn em tìm một mối quan hệ gần người yêu, để được kiểu yêu thế này nó khổ lắm cực kỳ, nó không có kết quả tốt đẹp đâu thực sự. Tốt đẹp hay không á, ý là tốt đẹp hay không là cái đó em biết, nhưng mà sao ta, anh nói là muốn em kiếm người khác ở gần, đúng rồi, muốn em hạnh phúc, đúng rồi. Từ cái lúc mà em quen anh á, anh luôn mang cho em cái cảm giác an toàn á. Em từng nói với anh là em có nhận mấy cái job line đồ này kia, là kiểu như bên người quản lý kêu line á, và bọn họ nói là sẽ không công khai người yêu đúng không? Và lúc đó em với anh quen nhau là lúc đầu thì không có chấp nhận, em nói với anh là không có công khai đúng không? Anh nói là không công khai cũng được, anh vẫn chấp nhận. Xong rồi anh nói với em anh không có cảm thấy an toàn khi mà quen em. Ok, sau đó thì em cũng nhắn tin lại với quản lý là
em không có like nữa. Tại vì em sẽ công khai anh đó. Xong rồi công khai xong cũng xảy ra nhiều chuyện, nhưng mà em thì bình thường, xảy ra nhiều chuyện là ở anh. Anh xảy ra nhiều chuyện, còn em thì bình thường. Anh xảy ra nhiều chuyện, mỗi lần mà anh xảy ra nhiều chuyện anh đều suy nghĩ tới cái việc mà chia tay em hết, đúng không? Cũng một phần đúng, một phần không đúng. Giờ anh xuống tắm đâu? Giờ thôi tắm đi nha, em về nhà. Có gì? Về nhà nghỉ ngơi đi nha. Vâng. Đã đến lúc ta nên dừng lại, đoạn đường chúng ta đi qua dài. Em cảm thấy như nào sau khi mà tham gia trải nghiệm vừa rồi? Buồn không? Không có buồn. Thật không? Anh thấy em khóc luôn á, còn không có buồn cái gì, cứ cố gắng cười làm cái gì. Mưa. Trời mưa. Đâu có khóc không? Anh cảm thấy thực sự em còn rất là nhiều tình cảm với bạn ấy. Và anh nghĩ là hai bạn nên có một cuộc trò chuyện một cách rõ ràng. Và bạn đấy, hình như là bạn ấy cũng vẫn còn tình cảm với em. Anh theo anh cảm giác là như thế. Chẳng qua là vì là cái rào cản về khoảng cách ấy, nó làm một cái thứ mà không phải dễ dàng mình có thể chấp nhận được. Đó. Nên là anh nghĩ là em nên cho cả hai có một cuộc nói chuyện một cách rõ ràng với nhau, để xem mình có thể có cách giải quyết với cái vấn đề ấy hay không nhá. Anh mong rằng là em sẽ sớm thông báo lại với anh là em và bạn ấy đã quay trở lại với nhau. Không có quay lại. Sao? Tại sao? Không có quay lại đâu. Tại sao? Em còn rất là yêu bạn ấy mà. Rất là yêu, nhưng mà chắc là sau ngày hôm nay em suy nghĩ lại. Tại sao? Không có cảm thấy không, nó không có đáng nữa. Nó không có đáng để được yêu trong mối quan hệ này nữa. Thôi nói chung là đấy là tùy quyết định của em thôi. Anh thì chỉ biết cảm ơn em bởi vì em đã nhận lời tham gia cái trải nghiệm ngày hôm nay. Chúc em đi chơi vui vẻ nhé.